Chào cả nhà nha. Hôm nay mình mua được ốc móng tay nên mình sẽ làm món ốc móng tay xào sả ớt nha cả nhà. Giờ mình đi làm nha cả nhà. Rồi cái này mình đã làm sạch rồi nhé cả nhà. Giờ mình đưa mình đi xào nha. Để chung với sả ớt rồi. Xin chào. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Như các bạn đã thấy thì hôm nay nhà mình sẽ làm món ốc móng tay xào sả ớt nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha.
khoan cái gì. Rồi, hiện tại như các bạn đang thấy là ốc móng tay xào xả ớt đã hoàn thành nha các bạn. Ăn miếng này. Bây giờ mời tất cả các bạn thưởng thức cái món ốc móng tay này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn nghe. Mời tất cả các bạn nghe. Chạy đi. Ai cũng cũng có cộng cộng nè. Có. Hết luôn. Mà giờ bắt luôn hả? Ừ. Nếu làm gì nào người ta cúp điện hết bật lên chơi vậy. Chị từ từ lát rồi mở tới. Mời tất cả các bạn nghe. Rồi, mình dừng nội dung video nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.